Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, Hà Nội làm 14 người tử vong, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Theo đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel, trong đám cháy nhà trọ tại Trung Kính hiện trường rất xáo trộn và không có lối thoát hiểm. Cảnh sát đã phải mở đường để tiếp cận hiện trường cứu người sống sót. Hỏa hoạn nhà trọ tại Trung Kính, hiện trường rất xáo trộn, không có lối thoát hiểm. Theo anh Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel, vào khoảng 1 giờ sáng, đội nhận được thông tin về vụ cháy. Ngay lập tức anh Việt đã cử ngay một nhóm tình nguyện viên đi xe máy tới hiện trường. Anh Việt nói chúng tôi mang theo trang thiết bị sơ cấp cứu bình thở để đề phòng tình huống xấu. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, các tình nguyện viên thông tin khả năng có nhiều người còn mắc kẹt trong nhà trọ. Fast Angel nhanh chóng tăng cường thêm một xe cứu thương để phối hợp hỗ trợ với các lực lượng chức năng tại hiện trường. Anh Việt nói lúc này các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã bước đầu khống chế được ngọn lửa và điều động Fast Entry hỗ trợ tìm kiếm sơ cứu cho những người bị nạn, trong trường hợp đưa được họ ra bên ngoài. Để đảm bảo đủ vật lực, Fast Entry tiếp tục đưa hai xe cứu thương tới ứng trực bên ngoài cùng lực lượng 115. Khoảng 5 phút sau, những người còn sống đầu tiên đã được hướng dẫn ra ngoài. Đội trưởng phát Angel kể, người đầu tiên là một bà cụ đã lớn tuổi phát Angel, đã cùng lực lượng y tế hỗ trợ nạn nhân thở oxy. Ngay sau đó là ba người khác nhưng họ chỉ bị ngạt khói nhẹ và có thể tự di chuyển. Lúc này, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và xác định không còn dấu hiệu sự sống bên trong hiện trường, nên tính toán phương án di chuyển đưa các nạn nhân tử vong tới nhà tang lễ. Anh Việt nói hiện trường vụ cháy rằng sáng nay và vụ cháy Chung cư Mini khiến 56 người tử vong ở Khương Hà, quận Thanh Xuân có điểm giống nhau là đều không có lối thoát hiểm. Đây là vụ việc hết sức đau lòng và vô cùng đáng tiếc khi không có lối thoát cho các nạn nhân. Đội trưởng đội cứu hộ Fast Enroll cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để 20 đến 30 chiếc xe máy, xe đạp điện. Khi xảy ra vụ cháy những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác dập lửa cũng như khiến nhiều người tử vong phạm quốc việt kể hiện trường rất xáo trộn hàng chục lính cứu hỏa thay phiên nhau chữa cháy bên trong có rất nhiều phương tiện bị hư hỏng cháy trơ khung đồng thời cho biết thêm vào thời điểm này lực lượng cứu hỏa đã phải mở một con đường băng qua chỗ các phương tiện cháy để tiếp cận hiện trường và đưa các nạn nhân còn sống thoát ra đây cũng là cơ sở để có thể dập tắt các ngọn lửa nhỏ khác bên trong. Trong đám cháy rạng sáng 24 tháng 5, Phát đã huy động tổng cộng 3 xe cứu thương cùng 15 tình nguyện viên, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Phát cho biết sau rất nhiều vụ cháy thương tâm, người dân cần chủ động trang bị phương tiện chữa cháy cá nhân cùng kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn. Bên cạnh đó, chủ các cơ sở kinh doanh nhà trọ cũng cần nâng cao ý thức hơn nữa phòng cháy chữa cháy. Phút bình tĩnh giúp cặp vợ chồng thoát nạn trong gang tấc. Bên cạnh 14 người tử vong, nhiều người bị thương đã được cứu khỏi đám cháy kịp thời. Sáng 24 tháng 5, đại diện Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân, gồm hai phụ nữ, một nam giới. Người lớn tuổi nhất là cụ NTK, 84 tuổi, vào viện lúc 1 giờ 30 phút sáng trong tình trạng kích thích, người bám đầy cho bụi đen, khó thở, nói từng chữ, Khám tại viện, nồng độ oxy bão hỏa trong máu SpO2 của bệnh nhân còn 95%, thở qua kính. Huyết áp tăng cao lên 180 trên 90mm thủy ngân. Bệnh nhân được xử trí cho thở oxy, corticoid, khí dung. Đến sáng nay, bệnh nhân vẫn còn khó thở. Thở ZIS, SpO2 giảm còn 92%, oxy kính. Huyết áp hạ xuống 130 trên 90mm thủy ngân. Nữ bệnh nhân thứ hai tên là NTX, 30 tuổi, vào viện sau bà ca khoảng 45 phút. Khi đó bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, người bám đẩy cho bụi, các chỉ số khác của bệnh nhân trong giới hạn bình thường, duy trì đến sáng nay. Trường hợp thứ ba là anh NTK, 35 tuổi, vào viện lúc 3 giờ 13 phút sáng. Tương tự chị X, anh ca vào viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, các chỉ số sinh tồn của anh ca ổn định, hiện bệnh nhân không khó thở. Nằm trên giường bệnh, anh ca kể, Gần một giờ sáng, tiếng nổ lớn phát ra, sau đó là tiếng hô hoán kéo anh khỏi giấc ngủ. Sau hai tiếng nổ, lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ nhà mình. Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, người đàn ông chợt nghĩ nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết. Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà. Người đàn ông cố gắng chấn an vợ, không hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh. Đây là điều then chốt để có thể sống lúc này, sau khoảng một tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường, họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Người đàn ông cho biết nơi gia đình ở là dãy trọ cho thuê, họ vừa chuyển đến ở khoảng 2 đến 3 tháng. Đám cháy xảy ra, chủ nhà trọ là ông Quyết đang ngủ phòng trên tầng 2 cùng hai cháu nội, được giúp đỡ của hàng xóm đập cửa sổ, leo thang dây thoát nạn. Ông nói, tôi cùng hai cháu nội thoát ra ngoài bằng cửa sổ, vợ ngủ cùng buồng sau đó lại chạy xuống dưới, còn dâu của ông Quyết bật điện thoại, thò ra ngoài cửa sổ kêu cứu, được hàng xóm hỗ trợ thoát xuống. Đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được thông tin lúc 0 giờ 45 phút về vụ cháy, Trung tâm đã điều động ngay một xe cấp cứu đến hiện trường, tiếp cận hiện trường lúc 0 giờ 59 phút. Sau đó, 8 xe khác được điều động liên tục. Mỗi xe có 3 nhân viên, gồm 2 nhân viên y tế và một lái xe. Đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 thông tin, tổng cộng có 9 xe cấp cứu được điều động với 14 lượt chạy, đưa 3 nạn nhân còn sống đến Bệnh viện Giao thông Vận tải. Các nạn nhân tử vong được đưa tới nhà tang lễ quận Cầu Giấy và nhà tang lễ Bệnh viện 198. Trung tâm cũng liên hệ Bệnh viện E để hỗ trợ một lượt xe đưa nạn nhân tử vong vào nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Việc vận chuyển nạn nhân phụ cháy kết thúc lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 5. Ủy ban nhân dân phường Trung Hòa quận Cầu Giấy Hà Nội cũng đã có báo cáo chính thức về vụ cháy trong ngõ Trung Kính. Theo nội dung báo cáo, sau khi xảy ra đám cháy, các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Trong số 14 người tử vong, 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, Bốn người được đưa đến nhà tang lễ bệnh viện 19 tháng 8, 3 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện giao thông vận tải. Hiện tại ủy ban nhân dân phường đang chỉ đạo lực lượng công an, y tế, cứu hộ cứu nạn phường, cán bộ công chức phường để ổn định tình hình, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn. Được biết ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43 trên 98 trên 31 Trung Kính. Đây là nhà ở gia đình cho thuê để ở trọ và sửa chữa xe điện, ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Ngôi nhà xảy ra cháy quy mô gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 mét vuông trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 mét vuông. Phần diện tích còn lại khoảng 55 mét vuông là sân chống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở, tổng số 12 phòng cho thuê, gồm 10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở. Hiện giám đốc công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, công an quận Cầu Giấy phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.